Cô thương ngại cho cả em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục giải bài tập ở vở bài tập lớp 4. Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề E, ứng dụng tin học. Và chúng ta cùng giải bài 8, che hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước tiên chúng ta cùng tóm tắt lại nội dung bài đã học. Thứ nhất đó là chèn thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh. Thì để chèn hình ảnh vào văn bản thì chúng ta có các bước như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt con trỏ soạn thảo nơi muốn chèn hình ảnh. Sau đó các em chọn cho cô thẻ Insert và chọn nút lệnh Picture. Trong cửa sổ Insert Picture thì mở ra thì chúng ta sẽ mở thư mục chữa tệp hình ảnh và chọn tệp hình ảnh. Sau đó chọn nút lệnh Insert. Thao tác thứ hai đó là thay đổi cách bố trí hình ảnh. Thì sau khi chúng ta che hình ảnh vào thì chúng ta muốn di chuyển hình ảnh đến vị trí mà chúng ta mong muốn thì chúng ta phải thay đổi cách bố trí hình ảnh. Thì để thay đổi cách bố trí hình ảnh, bước đầu tiên các em chọn cho cô hình ảnh. Sau đó chúng ta sẽ nhảy chuột qua nút lệnh Layout Option và chọn kiểu trình bày. Thao tác thứ ba là lưu tệp văn bản với tên khác. Nếu các em đã có một tệp văn bản mà chúng ta đã lưu rồi thì bây giờ chúng ta muốn lưu lại với tên khác thì các em chọn cho cô thẻ File, sau đó chọn Save As, chọn nút lệnh Browse. Trong cửa sổ Save As hiện ra thì chúng ta sẽ mở thư mục chữa tệp và các em gọi cho cô tên mới rồi nhảy chuột vào nút lệnh Save. Như vậy chúng ta sẽ lưu được với tên khác. Hai là chúng ta sẽ xem lại các bước chọn, sao chép, di chuyển, xóa phần văn bản. Bước sao chép thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn phần văn bản mà chúng ta cần sao chép. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ nhảy chuột vào nút lệnh copy, hoặc là chúng ta cũng có thể gõ tổ hợp phím Ctrl cộng C ở bàn phím. Bước thứ ba thì các em đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí mà chúng ta muốn sao chép đến. Và bước thứ tư thì nhảy chuột qua nút lệnh P hoặc gõ tổ hợp phím Ctrl cộng V ở bàn phím. Thao tác tiếp theo là thao tác di chuyển. Cũng giống với thao tác sao chép, đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn phần văn bản cần di chuyển. Sau đó bước thứ hai chúng ta sẽ nhảy chuột vào nút lệnh Cut hoặc các em gõ tổ hợp phím Ctrl cộng X trên bàn phím. Bước thứ ba là đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí muốn di chuyển đến. Và bước thứ tư các em sẽ nhảy nút lên P hoặc gõ tổ hợp phím Ctrl cộng V. Và thao tác cuối cùng là xóa. Thì để xóa phần văn bản, bước đầu tiên chúng ta sẽ chọn cho cô phần văn bản mà chúng ta cần xóa. Sau đó các em chọn cho gõ phím Delete hoặc phím Backspace ở trên bàn phím. Bây giờ chúng ta cùng giải các bài tập ngày hôm nay nhé. Bài tập thứ nhất. Ở bài 1 này chúng ta sẽ điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm. Gợi ý chúng ta có các cụm từ sinh động, hấp dẫn, minh họa. Cô mời các em bấm dừng video và chúng ta sẽ điền từ thích hợp vào chỗ chấm nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem kết quả. Mục đích của việc chèn hình ảnh là để minh họa cho nội dung văn bản và giúp văn bản trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Như vậy chúng ta sẽ điền như sau. Bài tập số 2. Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện chèn hình ảnh vào văn bản. Ở dưới đây chúng ta có 4 bước ABCD đã đảo thứ tự. Bây giờ các em hãy thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự đúng các bước mà khi chúng ta chèn hình ảnh vào văn bản. Nào, cùng với các em. Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án. Đầu tiên, để chèn hình ảnh vào văn bản thì bước thứ nhất là các em phải đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí mà chúng ta muốn chèn hình ảnh. Như vậy chúng ta có thao tác C đầu tiên. Tiếp theo các em sẽ chọn cho cô thẻ Insert và chọn nút lệnh Picture. Thì như vậy cửa sổ Insert Picture sẽ xuất hiện. Sau đó chúng ta sẽ mở thư mục chữa tệp hình ảnh và chọn tệp hình ảnh. Và bước cuối cùng thì chúng ta sẽ nhấn chọn nút lệnh Insert. Như vậy là hình ảnh sẽ được chèn. Bài 3.
khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. Việc nào dưới đây cần thực hiện khi chèn hình ảnh vào văn bản nhưng không cần thực hiện khi chèn hình ảnh vào trang chiếu? Cô mời các em. Như vậy ở lớp 3 chúng ta đã học cách chèn hình ảnh vào trang trình chiếu. Thì chúng ta đã biết được các bước mà để chèn hình ảnh vào trang trình chiếu nó sẽ khác với chèn hình ảnh vào văn bản. Thì chúng ta sẽ thấy là ở trang trình chiếu, khi chúng ta chèn hình ảnh vào trang trình chiếu thì chúng ta sẽ không cần đặt vị trí con trỏ soạn thảo mà tại vị trí chúng ta chèn hình ảnh. Vì khi chúng ta chèn hình ảnh vào thì trên trang trình chiếu hình ảnh nó như là một đối tượng và chúng ta có thể di chuyển bất cứ vị trí nào mà mình muốn. Như vậy chúng ta sẽ thấy là thao tác A là chúng ta sẽ không cần thực hiện khi chèn hình ảnh vào trang trình chiếu. Cô chúc mừng các bạn đã có đáp án đúng nhé. Bài thứ tư, sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện thay đổi kích thước hình ảnh. Như vậy chúng ta có các bước A, B, C đã thay đổi thứ tự. Bây giờ các em hãy sắp xếp lại thứ tự đúng. Cô mời các em. Bây giờ chúng ta cùng so sánh đáp án. Đầu tiên đó chúng ta sẽ là thực hiện chọn hình ảnh. Sau đó chúng ta sẽ chọn di chuyển con trỏ chuột vào nút tròn trên khung chữ nhật bao quanh hình ảnh. Và bước cuối cùng là chúng ta thấy khi con trỏ chuột chuyển thành dạng mũi tên hai chiều thì chúng ta sẽ kéo thả chuột để thay đổi kích thước hình ảnh. Thì đây chính là các bước thứ tự đúng để thay đổi kích thước hình ảnh. Cô chúc mừng các bạn đã có đáp án đúng nhé. Bây giờ chúng ta cùng bước sang bài số 5. Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện di chuyển hình ảnh. Cô mời các em. Bây giờ chúng ta cùng so sánh đáp án nhé. Đầu tiên để di chuyển hình ảnh thì các em phải chọn cái hình ảnh mà chúng ta muốn di chuyển. Như vậy chúng ta sẽ chọn cho cô bước B đầu tiên. Tiếp theo, khi mà con trỏ chuột chúng ta đưa vào hình ảnh thì con trỏ chuột chuyển thành dạng dấu hai mũi tên thì chúng ta sẽ di chuyển. Và để di chuyển thì chúng ta sẽ kéo thả chuột để di chuyển hình ảnh đến vị trí mong muốn. Như vậy thao tác cuối cùng là thao tác C. Như vậy chúng ta có thứ tự đúng là B, A, C. Bài số 6. Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện thay đổi cách bố trí hình ảnh trong trang văn bản. Cô hai các em bấm dừng video và chúng ta cùng sắp xếp nhé. Như vậy chúng ta hãy là với cái thao tác này thì tương đối dễ. Nó cũng tương tự với các thao tác trước. Thì để thay đổi việc bố trí của hình ảnh thì đầu tiên chúng ta phải chọn hình ảnh trước là điều đương nhiên. Như vậy chúng ta sẽ có thao tác C đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ nhảy nút chuột và nút lệnh layout option và chúng ta sẽ chọn kiểu trình bày. Như vậy chúng ta sẽ có các bước lá C, A, B là theo thứ tự đúng. Bài số 7. Khoanh tròn vào chữ cái trước phát biểu sai. Các em đọc cho cô ba phát biểu sau và chúng ta khoanh tròn cho cô phát biểu sai nhé. Cô mời các em. Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án nhé. Đầu tiên, để di chuyển hình ảnh đến vị trí mong muốn trong văn bản, ta chỉ cần thực hiện thao tác di chuyển hình ảnh. Như vậy chúng ta đọc câu đầu tiên này là chúng ta đã thấy chưa chính xác rồi. Vì để di chuyển hình ảnh đến vị trí mong muốn thì chúng ta phải thay đổi cách bố trí hình ảnh đã rồi chúng ta mới di chuyển được. Nhưng mà chúng ta thấy câu A là sai. Câu B, ta có thể thay đổi cách bố trí sắp đặt hình ảnh với nội dung chữ trong văn bản. Đáp án này là chính xác. Câu C, để di chuyển hình ảnh đến vị trí mong muốn trong văn bản, ta có thể cần phải thực hiện thay đổi cách bố trí hình ảnh kết hợp với di chuyển hình ảnh. Như vậy với câu C này thì chúng ta thấy hoàn toàn chính xác luôn. Như vậy chúng ta chỉ thấy là có câu A là phát biểu sai. Bài số 8. Em hãy lựa chọn một số việc trong những việc dưới đây và sắp xếp theo thứ tự đúng để thực hiện sao chép di chuyển xóa phần văn bản. Bây giờ chúng ta cùng xem lại phần tóm tắt nội dung bài đã học và làm cho cô các bước sao chép di chuyển và xóa. Các em hãy bấm dừng video và chúng ta xem lại nội dung để chúng ta làm bài này nhé. Bây giờ chúng ta cùng so sánh kết quả. Đối với thao tác sao chép thì chúng ta sẽ có các bước như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn phần văn bản cần sao chép.
Bước thứ hai là chúng ta gõ tổ hợp phím Ctrl cộng C. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí mà chúng ta muốn sao chép đến. Và bước cuối cùng là gõ hợp tổ hợp phím Ctrl cộng V để dán. Như vậy chúng ta có các bước là A, B, V, C. Tương tự như vậy đối với thao tác di chuyển, chúng ta cũng chọn phần văn bản đầu tiên, sau đó những tổ hợp phím Ctrl cộng tức là để cắt luôn cái phần văn bản đó. Như vậy chúng ta có thao tác D. Và bước thứ ba là chúng ta đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí mà chúng ta muốn di chuyển đến. Như vậy chúng ta có bước khác. Và cuối cùng là những tổ hợp phím Ctrl V để dán. Như vậy chúng ta có các bước là A, D, H, C. Và để xóa văn bản thì chúng ta sẽ có các bước như sau. Đầu tiên để xóa thì chúng ta cũng chọn phần văn bản mà chúng ta cần xóa. Như vậy chúng ta có bước A đầu tiên. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ gõ phím Delete hoặc phím Backspace ở trên bàn phím. Như vậy chúng ta có bước E. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cả bước sao chép, di chuyển và xóa. Và cô chúc mừng các bạn đã có đáp án đúng nhé. Như vậy các bạn đã làm rất là vững bài. Bài 9. Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện sao chép cụm từ núi bao nhiêu tuổi, ở dưới dòng chữ cụm từ trăng bao nhiêu tuổi, ở cuối văn bản ở như ở hình 6C trong sách giáo khoa. Cô mời các em. Như vậy để sao chép cụm từ đó thì chúng ta sẽ làm theo thứ tự như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cụm từ núi bao nhiêu tuổi, sau đó các em gõ tổ hợp phím Ctrl cộng C. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa con trỏ đến cuối dòng cuối cùng của văn bản rồi gõ phím Enter để xuống dòng. Và cuối cùng là chúng ta gõ tổ hợp phím Ctrl V để dán. Như vậy chúng ta sẽ có các bước vừa theo thứ tự đúng là C, D, B, A. Bài số 10. Hãy nêu hai cách thực hiện di chuyển phần văn bản để từ văn bản như ở hình 7D. Và chúng ta sẽ có được văn bản như ở hình 7A. Như vậy chúng ta quan sát ở đây, chúng ta có hai văn bản. Thì ở hình 7A, câu trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Thì như vậy chúng ta thấy ở qua hình 7A thì nó sẽ nằm xuống phía dưới. Như vậy chúng ta sẽ có cách thứ nhất là chúng ta sẽ di chuyển hai câu đầu xuống phía dưới. Hoặc cách thứ hai là các bạn có thể dùng di chuyển hai câu ở phía dưới là trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn, núi bao nhiêu tuổi núi con trơ trơ, chúng ta di chuyển lên phía trên. Như vậy là chúng ta sẽ có hai cách. Bài 11. Nối mỗi thao tác ở cột bên trái với một kết quả tương ứng ở cột bên phải. Cô mời các em. Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án. Thứ nhất là sao chép phần văn bản. Thì sao chép phần văn bản chúng ta sẽ nối là tại vị trí sao chép đến sẽ có thêm phần văn bản giống với phần văn bản đã chọn. Như vậy chúng ta sẽ nối 1C. Hai là di chuyển phần văn bản. Như vậy phần văn bản được chọn là sẽ xuất hiện ở vị trí mới và không còn tồn tại ở vị trí ban đầu. Do này chúng ta sẽ nối 2A. Xóa phần văn bản thì phần văn bản đã được chọn sẽ bị xóa. Như vậy chúng ta sẽ nối 3B. Và cuối cùng chọn phần văn bản thì phần văn bản sẽ có nền màu sậm. Như vậy chúng ta sẽ có là 4D. Cô chúc mừng các bạn có đáp án đúng nhé. Bài số 12. Quấn tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng để từ tệp văn bản 5 điều Bác Hồ dạy em đã tạo ở 27 có được văn bản như ở hình 1 trong sách giáo khoa. Việc nào dưới đây không cần thực hiện? Cô mời các em. Như vậy chúng ta thấy là đối với bài 5 điều Bác Hồ dạy thì việc chúng ta không cần thực hiện ở đây là sao chép văn bản. Bài số 13. Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự hợp lý nhất để từ văn bản như ở hình 9 trong sách giáo khoa có được văn bản như ở hình 11 trong sách giáo khoa. Chúng ta quan sát hình 9 và hình 11 và đưa ra cho cô đáp án phù hợp nhé. Bây giờ chúng ta có thứ tự đúng. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ sao chép cụm từ trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn, rồi gõ thêm từ tròn để hoàn thành câu ca dao thứ ba. Tiếp theo là chúng ta sẽ sao chép cụm từ núi bao nhiêu tuổi
rồi gõ thêm cụm từ núi còn trơ trơ để hoàn thành câu ca dao cuối cùng. Và tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển cụm từ ca dao Việt Nam ở dòng cuối cùng lên trên cùng. Bài 14. Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để lưu tệp với tên khác. Cô mời các em. Bây giờ chúng ta cùng xem thứ tự. Để lưu tệp với tên khác thì bước đầu tiên chúng ta sẽ chọn thẻ File. Sau đó chúng ta chọn cho cô nút lệnh CS. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn Browse cho cửa sổ CS mở ra. Sau đó chúng ta sẽ mở thư mục chứa tệp và gõ tên tệp mới. Và bước cuối cùng chúng ta sẽ chọn nút lệnh Save. Như vậy chúng ta sẽ có thứ tự đúng là DBCEA. Như vậy là vừa rồi chúng ta vừa hoàn thành các bài tập ở bài 8. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở các tiết sau. Xin chào các em.